giờ chúng tôi chưa hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể phục hồi cái file dữ liệu đã sao lưu ở trong phần mềm. Đầu tiên là chúng ta có một cái file phục hồi, file sao lưu có tên là APK. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ copy cái file này, hoặc là cắt hoặc là copy, đưa vào trong cái thư mục backup của phần mềm. Ví dụ ở đây phần mềm chúng tôi để ở OE. Đấy, chúng ta vào softnet, là vào backup, chúng ta dán vào đây. Đấy, thế nó là cái file này. Thì bây giờ chúng ta muốn phục hồi nó ấy, thì chúng ta vào phần mềm. Sau khi chúng ta mở phần mềm ở đây thì chúng ta chọn hủy bỏ. Sau khi hủy bỏ xong, chúng ta vào tệp này, chúng ta vào chọn quản lý dữ liệu. Thì chúng ta chọn đồng ý cái máy chủ này, là nó mặc định chọn luôn cái máy của các bạn làm máy chủ. Ở đây chúng ta chọn phục hồi này. Ví dụ các bạn nhìn thấy ở đây là có cả cái file dữ liệu có sẵn rồi, thì mình khi phục hồi cái file mới chúng ta không được đặt tên trùng với những cái tên có sẵn. Thì chúng ta chọn phục hồi. Sau đấy chúng ta chọn cái file dữ liệu đây, cái file này chúng ta đã có vào đây. Chúng ta chọn open. Chúng ta chọn ví dụ như ABT 2023. Chúng ta chọn đồng ý. Thế là xong. Thì nó sẽ hiện ra ở đây. Thì lúc chúng ta quay lại tệp, chúng ta mở dữ liệu. Chúng ta chọn cái file ABT 2023. Để chúng ta mở dữ liệu ra. Ở đây hình như là tôi có chọn máy chủ này, nó không mặc định nhỉ. Chúng ta sẽ mở lại phần mềm và chọn lại máy chủ nhé. Đây. Ta sẽ click vào đây và chờ một lúc. Chúng ta chọn đúng cái máy chủ của chúng ta. Tại vì cái máy này là tôi kết nối vào các cái máy khác nhau để tôi làm việc trên các cái dữ liệu lưu trữ ở các máy khác nhau. Đây chúng ta chọn này. Đấy, chúng ta vào đây thì chúng ta nhìn thấy cái này. Chúng ta chọn này. Đồng ý, cái này đang là đặt mật khẩu rồi. Thì chúng ta có thể nhớ cái mật khẩu chúng ta để chúng ta đăng nhập vào. Vậy là đã xong cách thức để khôi phục dữ liệu.